quý vị không phải là phàm phu. Trên thế giới này, bất cứ mình có những gì, đến khi chết đều phải để lại. Người mình thương nhất, tài sản, đồ vật quý báu đều không đem theo được. Lúc đó mình rất cô đơn, không có ai thích đi theo mình. Nếu họ có thích đi chăng nữa, cũng không được. Mỗi người đều có quá nhiều nghiệp chướng. Nếu không có lực lượng của Phật Bồ Tát giúp đỡ, không thể giải thoát, cũng không thể đi lên. Đương nhiên, mình nên nương vào sức mình, nhưng phải thọ pháp, rồi mới có thể nhờ vào sức của mình. Còn chưa được truyền tâm ấn, khó mà nương vào sức lực của mình được. Bởi vì mỗi kiếp làm người đã có nghiệp chướng đời đời kiếp kiếp thời quá khứ đợi mình, và đời này còn gánh định nghiệp trên vai, và những nghiệp chướng hiện tiền nữa. Nghiệp chướng là hậu quả mà mình làm sai, cho nên gọi là nghiệp chướng hay là nhân quả. Nhân quả không tốt, bị tâm của chúng ta thâu vào, bị máy chụp hình bên trong của chúng ta chụp vào, sau này không thể chối cãi mình không có làm. Bởi vì bất cứ chúng ta làm gì đều bị chụp vào, thâu vào. Tu hành không phải vì cá nhân. Nếu như chỉ vì cá nhân, sư phụ có thể đem đệ tử lên, không thành vấn đề. Cho dù một người chỉ là đẳng cấp hạ phẩm hạ sanh, nhưng đã đủ an toàn rồi. Bởi vì từ nay về sau không còn đau khổ, không còn sanh lão bệnh tử. Có thể ở trên đó tu từ từ. 1.000 năm, 1 vạn năm, 1 ức năm cũng không sao. Cho nên, nếu như một mình muốn lên, không thành vấn đề, đừng có quá nôn nóng. Nhưng có người nôn nóng lắm, gấp rút lắm, bởi vì họ còn muốn độ những chúng sanh khác. Họ thấy chúng sanh đau khổ, cũng như chính họ đau khổ vậy. Cho nên họ rất nhiệt thành, cố công tu hành, bởi vì muốn mau được thành Phật. Thành Phật là gì? Là thành đại sư, thành người đại tri thức. Ý nghĩa của Buddha là người đại khai ngộ. Thành đại sư rồi, không những độ bà con của mình mà thôi, còn có thể độ rất nhiều chúng sanh khác. Cho nên, thọ pháp rồi năm đời được siêu sanh. Vì sao? Có câu nhất nhân chứng đắc cửu huyền thăng. Cho nên sư phụ bảo cho quý vị biết, thọ pháp này rồi, năm đời siêu sanh. Không nói chi cho quá xa, nhưng tối thiểu là năm đời. Còn thêm 4 đời nữa, tùy trình độ tu hành của cá nhân mà định, nhưng ít nhất là 5 đời được siêu sanh. Nếu như một người thọ pháp này, 5 đời được siêu sanh, vậy quý vị có thể tưởng tượng sau khi thành Phật sẽ như thế nào? Mỗi một người theo sư phụ thọ pháp sẽ có 5 đời siêu sanh. Từ đó, mình biết rằng thành đại sư có thể độ rất nhiều người. Độ một người cũng như độ 5 đời của người đó siêu sanh cùng một lượt. Độ như vậy mới được nhiều. Cho nên, mình trở thành thầy có phải tốt hơn không? Còn có thể độ được nhiều người khác, không nhất định chỉ có thân nhân của mình mà thôi. Lẫn kẻ địch và người ghét mình nhất, mình cũng phải độ. Đó là chuyện thật. Thí dụ có người phỉ báng sư phụ, ghét sư phụ rất nhiều. Người đó càng ghét sư phụ, càng có phước báo. Bởi vì khi ghét sư phụ, phải nghĩ đến sư phụ. Không có tưởng niệm sư phụ, làm sao hận sư phụ được. Bởi vì khi người này nghĩ đến sư phụ, càng nghĩ càng ghét, thì phước báo của sư phụ sẽ chạy qua họ. Cho nên độ chúng sanh có rất nhiều cách. Có người phải để cho họ ghét. Nếu không, họ không thể nghĩ đến mình. Họ tưởng niệm đến mình, thì họ sẽ được phước báo. Người tu hành nên biết bao nhiêu thì nói bấy nhiêu. Người khác có thích nghe hay không cũng không sao, nhưng cần phải nói sự thật. Đó là trách nhiệm cần có của người tu hành. Nếu như sư phụ muốn để cho người ta ưa thích, sư phụ cần gì dùng phương pháp nghiêm ngặt như vậy? Cũng như nhiều pháp sư, họ có đệ tử nhiều, bởi vì họ không có nói gì. Họ rất đơn giản, mình muốn làm gì thì làm. Họ không có dạy những gì đặc biệt. Như vậy ít phiền phức hơn, mà lại được đại chúng quan nghênh.
Có lẽ công việc của họ là như vậy. Nhưng công việc của sư phụ hơi đặc biệt. Sư phụ nên nói sự thật. Khi truyền pháp, nghiệp chướng dồn dập của những kiếp trước đều được rửa sạch, không để lại một chút nào. Sư phụ có thể đảm bảo trước Phật Bồ Tát. Nhưng những người có thái độ kiêu ngạo thì không thể rửa sạch họ được. Vì nếu có thái độ kiêu ngạo, cũng như đã xây một bức tường dày bao vây mình lại, sức gia trì của Phật Bồ Tát rất khó xuyên qua bức tường đó. Có nhiều người tu hành chưa được bao nhiêu đã hô hào tu hành đừng có chấp trước. Hồi nào đến giờ chưa từng nghe có vị đại sư nào dám nói như vậy. Làm người quý báu khó được như thế là bởi vì chỉ có kiếp người mới có thể thành Phật. Làm thiên nhân hay các chúng sanh khác không thể thành Phật, cho nên kiếp người mới quý báu. Nếu như biết cách tu hành, mọi người đều có thể thành Phật. Còn nếu không biết cách tu hành, cho dù có được thân người, cũng không làm được gì. Mỗi một kiếp tái sanh làm người là có cơ hội để thành Phật. Nhưng mỗi kiếp làm người đều có nhiều chướng ngại, bị nhiều ma chướng bao bọc, không còn cách nhận biết thiện trí thức, không thể nào biết được pháp môn cao, cho nên không thể giải thoát. Thật là điều đáng tiếc. Chúng ta vốn không phải là phàm phu, không phải con người thường. Bởi vì mình nhận định mình là con người thường, cho nên mới biến thành phàm phu. Nếu như mình cứ nghĩ mình là phàm phu, sẽ vĩnh viễn không thành Phật. Nấu cát không thể thành cơm. Cát là cát, cơm là cơm. Khi hạt lúa còn chưa nấu thành cơm, nó như cát và cứng như đá, vỏ lại thô. Nhưng nếu như bỏ vỏ đi, biến thành gạo, liền có thể nấu thành cơm. Nhưng đối với cát, mình có làm cách nào chiên, xào, nấu, nghiền thành bột, nó vẫn là cát, không thể thành gạo được. Ngược lại, gạo có nấu như thế nào hay làm thành bột cũng ăn được, còn cát có nghiền thành bột cũng không ăn được. Cho nên, sư phụ dù nói cho quý vị hay, quý vị vốn là Phật, quý vị cũng không tin. Bởi vì thời gian chưa đến, tự mình còn chưa đạt đến đẳng cấp có thể tin mình vốn là Phật. Nhưng sư phụ có thể khẳng định, bảo cho quý vị rõ, quý vị không phải là phàm phu. Thân thể này cũng không có tầm thường như vậy. Thân này rất ảo diệu. Mình không cần chăm săn, cũng không cần làm gì. Nhưng tim của mình cứ nhảy mãi. Lưỡi của mình hàng ngày có thể thưởng thức mọi thứ khẩu vị. Nó có thể phân biệt chua, ngọt, đắng, cay, mặn, lạnh, nóng, vân vân. Quý vị không phải là phàm phu. Quý vị đến từ nơi Phật, từ đại trí, đại huệ. Khi đến đây rồi, bị nhiều vật chướng ngại, không thể sử dụng. Giống như con người ở trên đất liền, nếu như xuống nước, không thể phát huy toàn thể năng lực. Bởi vì nước không phải là chỗ ở của mình, cho nên phải dùng những công cụ hỗ trợ, phải mang ống hơi, mặc áo bơi, người nhái, vân vân. Quý vị không phải là phàm phu, cho nên mới nói là không có nghiệp chướng. Phật làm sao có nghiệp chướng? Nghiệp chướng này đều là giả. Cũng như mình diễn kịch, mình vốn là người thường, nhưng khi diễn kịch, phải đóng các vai trò làm người tốt, người xấu, làm vua, làm cướp, làm người tù, làm người lương thiện, làm người xuất gia, vân vân. Bất cứ đóng vai nào cũng chỉ là diễn kịch. Diễn hết tuồng, mình lại trở thành con người thường như trước. Chúng ta cũng vậy. Khi làm người, quên mất mình là Phật, cũng không biết Phật tánh là gì. Nếu như biết được, sẽ khó làm người, cũng không biết nên làm cách nào. Làm người cũng như nằm mộng vậy, vốn không có vấn đề khó nghĩ gì. Nhận thức được mình là việc rất vui, rất hỷ lạc. Nhưng làm người vẫn phải làm, cũng như minh tinh đóng tuồng. Khi ở sau khán đài nói chuyện với đối thủ,
Họ hoàn toàn quên mất vai trò trên khán đài. Nhưng chỉ vài phút sau khi trở lại khán đài, vẫn phải diễn như thật và giống như trước. Chúng ta cũng vậy, vốn không có việc gì phải lo lắng. Mình tu hành là để đánh thức mình, muốn hiểu biết mình là ai, không để mình chấp trước vai trò trong tuồng. Đừng có quá bi thương, đau khổ, nhìn coi mình là ai. Mình chỉ diễn kịch mà thôi, chứ không phải là người đó. Không phải là ông A, ông B, ông C, vân vân. Đều không phải hết. Mình không phải là phàm phu, cho nên phải cố gắng tu hành. Cho đến khi nào nhận biết mình không phải là phàm phu, lúc đó sẽ rất vui mừng. Làm gì cũng được, không có đau khổ gì hết. Nhưng hiểu biết thì hiểu biết, còn làm người thì nên làm tròn trách nhiệm của mình. Không nên vì biết được mình là Phật rồi không chịu làm tròn trách nhiệm làm người. Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại Cơ Long, Formosa vào ngày 5 tháng 12 năm 1986, nguyên văn tiếng Trung Hoa.